mình thường xuyên nghiên cứu những cái sản phẩm để giúp cho cái ghế nó luôn luôn mát. Và đây là một cái sản phẩm cũng khá là hay, mức giá khá là hợp lý dành cho anh em. Đây, bình thường ấy là phải trên cái ghế này, anh em nhìn thấy này, cái ghế này chỉ có bản full ấy thì nó được đục lỗ và bên dưới nó có các cái quạt để nó thổi. Thế mà bây giờ nếu mà muốn cái ghế này nó làm mát được thì phải đi đặt một cái ghế mới để nó có toàn bộ cái lỗ. Đấy, do vậy mà đây là một cái sản phẩm rời nhá. Cái này anh em có thể để ở trong ghế đi làm, nó sẽ thổi hơi cực kỳ mát luôn. Đây mình cắm thử cho anh em xem này, rất là hay luôn, đặt phát là xong thôi. Đấy, bên dưới này có cái quạt ở đây anh em. Đó, quạt này thì chả bây giờ hỏng luôn. Đấy, rồi mình cắm cái tẩu vào đây này. Và ở đây nó có cái núm điều chỉnh này, on off này, mắc này. Đấy, cắm vào đây một phát là xong này anh em. Đấy, sau đấy vặn lên. Đây các bạn nhìn này, các bạn nhìn nhá, cái này nó sẽ thổi hơi lên này. Mình sẽ tắt đi, tắt đi nhá. Đây, nó sẽ thổi lên này. Đấy, ngồi lên. Cái này thì mình ngoắc ở đằng sau cái đầu gối thôi, rất là nhanh. Cái này mình cũng ngoắc ở đằng sau để cho nó siết vào nhau thôi. Đấy, bây giờ ngồi lên này, siêu mát luôn. Cái này có điều hòa mà nữa, thậm chí là không có điều hòa, ngồi cái này cũng đã mát rồi. Nó thổi, nó có rất là nhiều cái lỗ nó thổi. Đấy, và đặc biệt ngồi trên ghế này nó có cái độ êm của nó. Đấy, có cái độ êm của nó. Đây, anh em nhìn này. Đấy, nó rất là êm. Các cái lỗ này, các cái lỗ thông hơi này. Đấy, và cái này chi tiết ghế da may nó cũng rất là đẹp. Đó, đây, nó thổi phồng đây anh em này. Thổi phồng này, hai bên vai này nó thổi đến đây. Đây là lưng này, đặc biệt là cái đoạn này, này. Cái đoạn này nó cực kỳ bí luôn. Đấy, anh em mà có kiểu như là hay bị da mồ hôi lưng này này, làm bộ này mình nghĩ khá là hay. Đang được Trung Âu Tu trợ giá một củ còn có 850k. Làm bộ ủng hộ anh em. Đấy, qua Trung Âu Tu. Đấy, ủng hộ anh em một bộ 850 cò. Cảm ơn.